Welcome to our lesson today. Chào mừng các em đến với chương trình dạy học trên truyền hình do Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Điện Biên phối hợp với Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Điện Biên tổ chức. Các em ạ, đối với cô, vũ trụ là một điều gì đó thật là bí ẩn và cô luôn có khát khao muốn khám phá nó. Hôm nay, cô cùng các em, chúng ta sẽ đi khám phá các hành tinh trong hệ mặt trời thông qua một trò chơi có tên Guessing Game. In this game, you have to guess the names of the planets in our solar system based on the given information. Trong trò chơi này, các em sẽ phải đoán tên của các hành tinh trong hệ mặt trời của chúng ta thông qua những thông tin đã được cho sẵn. Let's start the game with the first question. How many planets are there in the solar system? Câu hỏi này thật dễ dàng phải không nào? And the answer is there are 9. Number 2. This planet is the second brightest object in our night sky. Only the moon is brighter. Hành tinh này là hành tinh sáng thứ hai sau mặt trăng vào ban đêm. Các em có thể đoán được đó là hành tinh nào không? Yes, it is Venus. Đó chính là sao Kim đấy các em ạ. Và các em biết không, sao Kim sáng nhất vào lúc hoàng hôn và lúc bình minh và chúng ta vẫn thường gọi là sao hôm và sao mai đấy. 3. Nearest to the sun, this planet is extremely hot during the daytime and extremely cold at night. Gần mặt trời nhất và hành tinh này thì rất nóng vào ban ngày và lại cực kỳ lạnh vào ban đêm. Can you guess which planet is it? Các bạn có thể đoán đó là hành tinh nào không? Yes, it's Mercury. Đó chính là sao Thủy đấy các em ạ. Và các em biết không, sao Thủy thì hầu như không có bầu khí quyển để giữ nhiệt. Chính vì vậy mà dù nó ở gần mặt trời nhất, nhưng nó lại không phải là hành tinh nóng nhất, mà hành tinh nóng nhất đó lại chính là sao Kim. Number 4. The largest planet in our solar system that has more gravity than Earth and many storms. Đây là hành tinh lớn nhất trong hệ mặt trời của chúng ta. Nó có lực hấp dẫn lớn hơn trái đất và có rất nhiều cơn bão. Now look at the largest planet and look at the picture. Can you guess the answer? Yes, the answer is Jupiter. Đó chính là sao Mộc. Và các em biết không, vì sao Mộc có lực hấp dẫn rất lớn, cho nên các nhà thiên văn học còn gọi nó là cỗ máy hút bụi của hệ mặt trời đấy các em ạ. Number 5. This planet has a surface of red dirt and rocks, and there are signs of ancient floods on it. Hành tinh này là hành tinh có bề mặt là lớp bụi đỏ và đá, có rất nhiều các dấu hiệu của những cơn lũ cổ xưa ở trên đó. Now, look at red dirt. And can you guess the answer? Và câu trả lời của chúng ta chính là Mars, sao Hỏa. Các em biết không, có rất nhiều bằng chứng cho rằng trước đây trên sao Hỏa có những điều kiện cho sự sống phát triển. Tuy nhiên thì những sinh vật sống đó liệu đã từng tồn tại trên sao Hỏa hay không thì vẫn còn là một bí ẩn. Number 6. This dark, cold planet is the farthest from the sun and takes almost 165 Earth years to orbit the sun. Đây là hành tinh xa nhất hệ mặt trời. Nó rất tối và rất lạnh. Nó mất khoảng 165 năm trái đất để quay xung quanh mặt trời. Now can you guess the farthest from the sun? Look at the picture and can you guess the answer? It is Neptune, sao Hải Vương. Và sao Hải Vương thì được đặt tên theo một vị thần biển của người La Mã cổ các em ạ. Number 7. This is the only planet in our solar system that is known to have life. It's very easy for you to answer. Câu trả lời này thật là dễ dàng phải không nào? Đây là hành tinh duy nhất trong hệ mặt trời của chúng ta có sự sống. And it is the Earth. Đó chính là trái đất của chúng ta phải không nào? Number 8. Called the jewel of the solar system, this is the only planet whose beautiful rings can be seen from Earth with a telescope. The day Saturday was named after this planet. Nó được gọi là trang sức của hệ mặt trời và đây là hành tinh duy nhất có những chiếc vòng đẹp có thể được nhìn thấy từ trái đất với một kính thiên văn. Và
cái ngày thứ bảy của chúng ta được đặt tên theo hành tinh này? It is very easy for you to answer. Look at the picture. Nào, các em nhìn vào bức tranh và tìm hành tinh nào có tên giống với ngày thứ bảy cho cô nào. And it is Saturn, chính là sao thổ. Và các em biết không, trong chiêm tinh học thì sao thổ chính là hành tinh trị vì các cung Market đấy các em ạ. Number 9. The atmospheric temperature of this ice giant planet can be as low as -224°C. The coldest temperature of any planet. Và nhiệt độ khí quyển của hành tinh băng khổng lồ này có thể đạt tới -224°C. Đây là nhiệt độ lạnh nhất so với bất kỳ hành tinh nào. Can you guess which planet is this? Và hành tinh cuối cùng của chúng ta rất dễ dàng để đoán phải không nào? Đó chính là Uranus. Đó chính là sao Thiên Vương các em ạ. Và cô đặc biệt thích tìm hiểu về ngôi sao Thiên Vương. Các em có biết vì sao không? Vâng, sao Thiên Vương trong chiêm tinh học thì nó là hành tinh trị vì cung Bảo Bình, mà cô thì thuộc cung Bảo Bình đấy các em ạ. Như vậy, cô và trò chúng ta vừa tìm hiểu về 9 hành tinh trong hệ mặt trời. Bây giờ để tìm hiểu kỹ hơn về vũ trụ của chúng ta, cô xin mời các em vào bài học hôm nay. Unit 10, Space Travel, Lesson 2, A Closer Look 1. In this lesson, we have two parts. One, vocabulary, and two, pronunciation. In vocabulary, we will learn some space-related verbs, some space-related nouns, noun phrases, and some space-related idioms. And in pronunciation, we will learn about continuing or finishing tones. Trong bài học này, chúng ta học về hai phần chính, đó là thứ nhất, phần từ vựng, và thứ hai, phần phát âm. Ở phần từ vựng, các em sẽ được học về một số động từ, một số danh từ, cụm danh từ và một vài thành ngữ. Tất cả đều có chủ đề liên quan tới vũ trụ. Ở phần phát âm, chúng ta sẽ được học cách đọc của âm tiếp tục và âm kết thúc. Let's start the lesson with part one. Chúng ta sẽ bắt đầu bài học với phần thứ nhất, vocabulary. Ở phần này, cô sẽ giới thiệu cho các em một số động từ có liên quan đến vũ trụ. The first verb, land. It means come down through the air. Có nghĩa là đi xuống, xuyên qua không khí. Thế vậy đi xuống, xuyên qua không khí, chúng ta có thể dịch là hạ cánh. For example, the plane is landing. Máy bay đang hạ cánh. Orbit. It means move around the planet that has gravity in a curved path. Có nghĩa là di chuyển xung quanh một hành tinh có lực hấp dẫn theo một đường tròn. Vậy ta có thể dịch từ này là chuyển động theo quỹ đạo. Chuyển. Từ chuyển nếu là danh từ thì các em đã học đó là tàu hỏa. Tuy nhiên trong bài này cô giới thiệu với các em nó đóng vai trò là một động từ. It means to prepare for a sport, a job, by learning skills or physical exercises. Để chuẩn bị cho một môn thể thao, một công việc bằng cách học các kỹ năng hoặc các hoạt động về thể chất. Như vậy, ta có thể dịch động từ train có nghĩa là huấn luyện hoặc đào tạo. For example, I am trained to be a teacher. Ví dụ, cô được đào tạo để trở thành một giáo viên. Experience. If you experience something, it happens to you or affects you. Nếu như bạn experience thứ gì đó, có nghĩa là nó xảy ra với bạn hoặc là ảnh hưởng đến bạn. Vậy experience có nghĩa là gì? Experience có nghĩa là trải qua, trải nghiệm. Launch. It means send something into the sky or water. Có nghĩa là gửi một thứ gì đó vào sâu trong bầu trời hoặc trong nước. Vậy ta có thể tạm dịch launch có nghĩa là phóng. And the last, operate. It means make something work. Có nghĩa là làm thứ gì đó hoạt động. Ta có thể dịch là vận hành. Now, let's listen and repeat. Land. Land. Orbit. Orbit. Chain. Chain.
experience, experience. Launch, launch. Operate, operate. Để vận dụng các động từ này vào các câu cụ thể, cô mời các em làm nhiệm vụ thứ nhất. Task 1. Fill the gaps with the verbs provided. Modify the verbs if necessary. Các em sẽ phải điền các động từ này vào các chỗ trống trong câu và các em sẽ phải chia động từ nếu cần thiết. You have 30 seconds to do this exercise. Time's over. Let's check your answer. Thời gian đã hết, chúng ta cùng kiểm tra đáp án nào. Number 1. It takes 365.256 days for us to the sun. Mất 365,256 ngày để trái đất làm sao quanh mặt trời. Đây là một kiến thức hết sức phổ biến và rất dễ dàng để chúng ta tìm ra đáp án. Đó là orbit. Và các em lưu ý, đằng trước nó có to. Vì vậy, chúng ta sẽ để dạng nguyên thể. Orbit. Number 2. Have you ever weightlessly? Bạn đã bao giờ trạng thái không trọng lượng? Dựa vào nghĩa của câu, các bạn có thể tìm ra đáp án được không nào? Ở đây chúng ta sẽ tìm được đáp án là experience. Bạn đã bao giờ trải qua trạng thái không trọng lượng chưa? Và chúng ta lưu ý, have you ever, đây là dấu hiệu của thì hiện tại hoàn thành. Chính vì vậy, experience các em sẽ phải chia theo quy tắc thêm đi. Experienced. Number 3. The spacecraft was last week. Con tàu vũ trụ được làm sao đó vào tuần trước. Vậy nói đến tàu vũ trụ, ta nghĩ ngay đến động từ nào nào? It is launch, yes. Và các em lưu ý chúng ta có dấu hiệu là last week, là dấu hiệu của quá khứ, đã được chia động từ to be là was. Chính vì vậy, chúng ta sẽ sử dụng dạng bị động ở câu này. Và từ launch, chúng ta sẽ theo quy tắc thêm ed. Number 4. In 2014, a robot named Philae part of the Rosetta Star mission successfully on a comet. Năm 2014, một con robot có tên là Philae, một phần của sứ mệnh Rosetta Star, đã được làm sao đó thành công trên sao chổi. Ở đây chúng ta còn 3 động từ và nói đến trên sao chổi thì chúng ta nghĩ ngay đến động từ nào? Đó chính là động từ land. Và các em lưu ý về dấu hiệu, chúng ta có 2014, nghĩa là đã xảy ra, cho nên động từ ta chia ở quá khứ với động từ land, chúng ta thêm ed theo quy tắc landed. Number 5. Would you like to become an astronaut? Bạn có muốn được làm sao đó để trở thành một nhà du hành vũ trụ? Và dựa vào nghĩa của câu, ta sẽ tìm ra đáp án là train. Tuy nhiên, ở đằng trước người ta sử dụng to be, cho nên các bạn sẽ phải chia động từ ở dạng bị động. Và động từ train theo quy tắc các bạn sẽ thêm ed. Would you like to be trained to become an astronaut? Bạn có muốn được đào tạo để trở thành một nhà du hành vũ trụ hay không? And of course, number 6, it is operate. Đương nhiên, đáp án cuối cùng sẽ là operate. Nhưng chúng ta lưu ý cho cô, trước nó là to. Vì thế, operate các bạn sẽ để ở dạng nguyên thể. He is trained to operate the spacecraft systems. Anh ta được đào tạo để vận hành hệ thống tàu vũ trụ. Chúng ta vừa được tìm hiểu một số động từ có liên quan đến vũ trụ. Bây giờ cô mời các em chuyển sang phần 2 để chúng ta cùng tìm hiểu về một số danh từ, cụm danh từ liên quan đến vũ trụ. 2. Space-related nouns, noun phrases. Match the nouns, noun phrases with their meanings. Đây là một số các danh từ và cụm danh từ rất dễ để chúng ta đoán nghĩa. Bây giờ các em hãy làm cho cô bài tập này trong vòng 15 giây.
Time's over. Let's check your answers. Thời gian đã hết, chúng ta cùng kiểm tra đáp án nào. Number one, good health. Có nghĩa là sức khỏe tốt. Number two, parabolic flight. Flight là chuyến bay. Và chuyến bay ở đây là chuyến bay có hình parabol. Chuyến bay có hình parabol là chuyến bay như thế nào? Đó là những chuyến bay tạo môi trường không trọng lượng. Number three, a flight suit. Suit là bộ đồ. Flight là chuyến bay. A flight suit có nghĩa là trang phục du hành vũ trụ. Number four, space walks. Walks là những bước đi. Space là không gian, là vũ trụ. Space walks có nghĩa là những bước đi trong không gian. Now let's listen and repeat. Good health. Parabolic flight. A flight suit. Space walks. Bây giờ các em hãy vận dụng sự hiểu biết của mình về các cụm từ để làm bài tập số 2. Task 2. Choose a word, phrase in the box to fill each blank. Các em hãy chọn một từ hoặc cụm từ ở trong hộp để điền vào mỗi chỗ trống trong đoạn văn. Các em có một phút để làm bài tập này. Time's over. Let's check your answers. How astronauts are trained? Các nhà du hành vũ trụ được đào tạo như thế nào? Anyone can apply to train as an astronaut, as long as they have a bachelor's degree in science, mathematics, or engineering, experience as a jet pilot, and are in. Bất kỳ ai đều có thể đăng ký để được huấn luyện trở thành một phi hành gia, miễn là họ có bằng cử nhân về khoa học, toán học và kỹ sư, và có kinh nghiệm là một phi công lái máy bay phản lực. Và ở trong tình trạng như thế nào các em? Dựa vào nghĩa chúng ta sẽ đoán được. Đó là good health, trong tình trạng sức khỏe tốt. Nếu họ được chấp nhận thì sẽ có rất nhiều khóa học dành cho họ. The first phase requires them to pass a swimming test in. Và khóa học đầu tiên yêu cầu họ phải trải qua một kỳ thi bơi. Và kỳ thi bơi ở đây không thông thường như chúng ta vẫn bơi, mà đây là kỳ thi bơi trong trang phục nhà du hành vũ trụ, a flight suit. They take that produce wetness list. Họ phải tham gia vào chuyến bay mà sản xuất ra sự không trọng lượng. Vậy chuyến bay ở đây là chuyến bay như thế nào? It is parabolic flights. Đó chính là chuyến bay hình parabol. They also learn about various spaceship systems. In the second phase, they are trained to spacecraft systems and deal with emergencies. Họ cũng được học rất nhiều về các hệ thống tàu vũ trụ khác nhau. And number four, it's very easy for you to answer. Ở câu số 4 rất dễ dàng cho các bạn tìm ra đáp án. Ở đây chúng ta thấy dấu hiệu là to. Chính vì vậy, chỗ này ta phải điền một động từ. Mà ở trong các từ đã cho, chỉ có duy nhất một động từ, đó là operate. Họ được huấn luyện để vận hành các hệ thống tàu vũ trụ và giải quyết những tình huống khẩn cấp. And the last, of course it is spacewalks. Và cuối cùng chắc chắn là đáp án spacewalk rồi. Các khóa huấn luyện đều được diễn ra trong phòng thí nghiệm bể nước để người được huấn luyện sẽ quen với những hoạt động của phi hành đoàn trong môi trường vi trọng lực và tạo ra những bước đi trong không gian. Now let's continue the lesson with space-related idioms. Chúng ta cùng tiếp tục bài học với các thành ngữ liên quan đến vũ trụ. The first idiom, over the moon. Over the moon có nghĩa là trên cả mặt trăng. Ở đây muốn diễn tả trạng thái rất sung sướng, hạnh phúc. Các em ạ, cô rất là vui bởi vì hôm nay cô vừa nhận được tin chúng ta sẽ được quay trở lại trường sau một kỳ nghỉ Tết dài kỷ lục vì dịch COVID-19. Thế vậy cô sẽ nói như sau. Oh, we will come back to school next week. I'm over the moon today.
The second, once in a blue moon. Ở đây chúng ta thấy xuất hiện a blue moon. Blue moon là hiện tượng trăng xanh. Đây là hiện tượng trăng tròn hai lần trong một tháng dương lịch. Và hiện tượng này rất hiếm gặp, 2 đến 3 năm mới xảy ra một lần. Chính vì vậy, thành ngữ này dùng để mô tả một việc mà chúng ta rất ít làm, hầu như không bao giờ làm. Cô lấy ví dụ. Do you like eating durians? No, I don't. I only eat durians once in a blue moon. Bạn có muốn ăn sầu riêng không? Ồ không, mình không muốn ăn. Mình rất hiếm khi ăn sầu riêng. Tiếp theo chúng ta cùng đến với thành ngữ thứ ba, out of this world, vượt ra khỏi thế giới. Ở thành ngữ này muốn diễn tả ý rất ngạc nhiên, rất sung sướng. Cô lấy ví dụ, hôm 8 tháng 3 vừa rồi, con gái cô mới 8 tuổi đã vẽ tặng mẹ một bức tranh và khi nhìn vào bức tranh, cô thấy rất ngạc nhiên bởi vì bức tranh rất đẹp và ý nghĩa. Cô đã nói với con của mình là "This painting is out of this world." Bức tranh này thật là tuyệt vời. And the last idiom, the sky's the limit, giới hạn của bầu trời. Chúng ta thấy bầu trời của chúng ta có giới hạn không nào? Tất nhiên là không, phải không nào? Chính vì vậy, thành ngữ này ý muốn nói, không có giới hạn rõ ràng, ngụ ý là chúng ta có thể làm bất cứ điều gì khi chúng ta đã quyết tâm. Con gái cô rất thích vẽ, cho nên cô nói với con rằng, you paint so well, keep going, the sky's the limit. Con vẽ rất đẹp, hãy cố gắng phát huy. Thành công là không có giới hạn. Như vậy, chúng ta đã tìm hiểu khá rõ về các thành ngữ này. Bây giờ sẽ rất dễ dàng cho các em làm bài tập tiếp theo. Task 3A. Match the space-related idioms to their meanings. Bây giờ các em sẽ phải nối các thành ngữ với nghĩa của chúng. Các em có 30 giây để làm bài tập này. Thời gian đã hết, chúng ta cùng kiểm tra đáp án nào. Number 1. Over the moon, it means sea. Delighted, có nghĩa là rất vui sướng, hạnh phúc. Number 2. Once in a blue moon, with a occasionally, là hiếm khi. Number 3. Out of this world, with the amazing, thật đáng ngạc nhiên. Number 4. The sky's the limit. With be, almost without limit, hầu như không có giới hạn rõ ràng. We have finished part 1 vocabulary. Now let's continue the lesson with part 2 pronunciation. We will learn about continuing or finishing tones. Chúng ta vừa kết thúc phần 1 của bài học, bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục bài học với phần thứ 2 là phần phát âm. Trong phần này, chúng ta sẽ được học về âm tiếp tục và âm kết thúc. Nào, bây giờ cô mời các bạn lắng nghe lời của bạn Phúc nói. Các em hãy lưu ý về âm tiếp tục và âm kết thúc của bạn nhé. I'd learned about the planets, the stars, satellites, rockets and stuff. Chúng ta vừa được nghe bạn Phúc liệt kê những thứ mà bạn học được. Những phần bạn liệt kê ban đầu, bạn lên giọng và đến phần cuối cùng thì bạn xuống giọng. Như vậy, remember, when we say a list of things, we raise our voice on each item on the list to show that the list has not finished, and lower our voice at the end of the last thing to show we have finished. Khi các bạn liệt kê một loạt các sự vật, sự việc, thì chúng ta lên giọng ở mỗi sự vật, sự việc để nói với người nghe rằng chúng ta chưa kết thúc. Và chúng ta sẽ xuống giọng ở sự vật cuối cùng để cho người nghe biết rằng chúng ta đã liệt kê xong rồi. Bây giờ, các em sẽ thực hành nghe và nhắc lại các câu sau đây. Các em hãy chú ý vào âm tiếp tục và âm kết thúc nhé. I want to visit my aunt, my friends and my teachers.
I have a lot of things in my bag. 2 rulers. 5 books. A rubber. And 4 pens. Để giúp các em khắc sâu hơn về cách đọc của âm tiếp tục và âm kết thúc, cô xin mời các em làm bài tập sau đây. Các em sẽ lắng nghe người ta nói và hãy chú ý xem người ta đọc âm tiếp tục và âm kết thúc có đúng không nhé. Is it pronunciation right or wrong? Number one. I didn't put much in it. Just 2 t-shirts, 1 pair of jeans, a telescope and my rock collection. Is it right or wrong? It's right. Number 2. On his farm, his father used to have 5 horses, 4 cows, 4 hens, and 1 cat. Is it right or wrong? It's right. And number 3. I think it includes stars, planets, and galaxies. Ở câu này, chúng ta thấy âm cuối cùng người ta lên giọng so it is wrong. Và đọc đúng phải là I think it includes stars, planets and galaxies. Number 4. I think they are launch a satellite, launch a rocket and launch a spacecraft. Is it right or wrong? Các em lưu ý, ở phần cuối chúng ta thấy người ta lên giọng so it is wrong. Và đọc đúng sẽ phải là I think they are launch a satellite, launch a rocket, and launch a spacecraft. And number 5. I can see a small red house, a garden, a bicycle, a lake, and a boat. Is it right or wrong? Of course it is right. Bây giờ thì các em đã biết cách đọc âm tiếp tục và âm kết thúc rồi phải không nào? Cô xin mời các em làm bài tập số 5, sách giáo khoa trang 50. Task 5. Practice saying the statements and short dialogues. Then listen to the recording and check your pronunciation. Các em có 30 giây để thực hành phần này. Time's over. Let's check the answer. Thời gian đã hết. Cô mời các em nghe băng để kiểm tra xem mình đã đọc đúng chưa nhé. 1. Wow, your backpack is heavy. Well, I didn't put much in it. Just 2 t-shirts, 1 pair of jeans, a telescope and my rock collection. 2. On his farm, his father used to have 5 horses, 4 cows, 4 hens, and 1 cat. 3. What do you think the universe includes? I think it includes stars, planets, and galaxies. 4. Which of the following do you think can follow the verb launch to form a phrase? I think they are launch a satellite, launch a rocket, and launch a spacecraft. 5. Can you see anything from there? Yes, I can see a small red house, a garden, a bicycle, a lake, and a boat. We have finished Unit 10 with 2 parts, vocabulary and pronunciation. Chúng ta vừa kết thúc bài học số 10 với chủ đề du hành vũ trụ. Ở trong bài học này, chúng ta được học về 2 phần. Phần thứ nhất là phần từ vựng. Phần thứ hai là phần phát âm. Trong phần từ vựng, chúng ta được học về 3 loại từ vựng. Đó là động từ, danh từ, cụm danh từ và một số thành ngữ. Tất cả đều liên quan đến chủ đề vũ trụ. Ở phần phát âm, chúng ta được học về âm tiếp tục và âm kết thúc. Kết thúc bài học này, các em lưu ý
về học thuộc từ mới cho cô và làm bài tập 3B trang 49, bài tập 6 trang 50 sách giáo khoa. Thanks for attention. Goodbye and see you again. Xin chào và hẹn gặp lại các em ở các tiết học sau.